Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ đề cập tới cái việc là mô phỏng hệ thống lò nhiệt mà mình điều khiển BID rời rạc, BID liên tục, BID số, BID liên tục cho cái hệ lò nhiệt đó trên mô phỏng ha. Bạn trước khi coi cái clip này để các bạn hiểu thì các bạn phần cần phải có những clip này nè. Các bạn cần phải coi trước những clip này. Ha. Các bạn vào tác giả Nguyễn Văn Long Hải, các bạn vào phần playlist. Các bạn sẽ vào phần dạy học điều khiển tự động. Trong đây nó có clip mà để dạy điều khiển tự động 2 á. Cái clip này thì nó sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm một cái hàm truyền của lò nhiệt ha. Giới thiệu hàm truyền hệ lò nhiệt động cơ thì các bạn sẽ biết về cái hàm truyền của lò nhiệt, tại sao người ta rút ra được hàm truyền của lò nhiệt. Khi bạn nắm được cái hàm truyền của lò nhiệt rồi thì bạn mới tính tới cái chuyện là thiết kế bộ điều khiển cho cái lò nhiệt đó. Và tiếp theo nữa là bạn cần phải hiểu đúng về cái BID số, BID rời rạc. Thì để hiểu BID số, BID rời rạc thì thầy giới thiệu các bạn coi cái clip này. BID rời rạc phần 1 nè, BID rời rạc phần 2 nè, địa chỉ đây ha. Địa chỉ đây. Các bạn vào đây với còn các bạn coi cái hệ BID số, BID rời rạc cho hệ động cơ. Ở đây trước là hệ động cơ. Thì cái hệ lò nhiệt của mình nó cũng gần gần tương tự vậy thôi, nó có thêm cái khâu trễ ha. Coi tổng cộng 3 clip đó thì các bạn mới coi cái clip này mấy bạn mới có thể hiểu được, mới hình dung được. Và tất nhiên là mấy bạn cũng có thể đào cuốn sách về để mà coi nha. Thầy sẽ giảng dựa trên cái cuốn sách này. Đây, cái cuốn sách này đây, địa chỉ media file của nó đây. Các bạn hãy đào cái địa chỉ media file này về để có cuốn sách mà mình coi nha. Thì ở đây á, cái E mũ trừ TS mình có thể xấp xỉ nó như là cái hàm 1 trên 1 cộng TS ha. Tại vì cái đồ thị của cái lò nhiệt của mình như các bạn thấy á, là nó uốn cong như vậy nè. Và nếu mình để cái khâu trễ là E mũ trừ TS thì nó sẽ xấp xỉ cái đoạn cong này nè, giống như là một cái đoạn thẳng. Có nghĩa là cái tín hiệu hiện thời nó không có tác động gì tới hệ thống hết, mà nó phải đợi sau một khoảng thời gian trễ nó mới tác động tới hệ thống. Thì cái điều này nó cũng không chính xác, tại vì nó thực sự nó có tác động tới hệ thống thông qua cái chuyện mà hơi uốn lượn chỗ này mà. Cho nên tốt nhất là để mô phỏng một hệ thống cho nó sát thì ta sẽ xấp xỉ cái E mũ trừ TS này với cái 1 trên 1 cộng TS này thì nó mới là chính xác, mới là cái hàm truyền đúng nhất của cái họ có là nhận lò nhiệt. À, chứ cái hàm truyền mà K chia cho 1 cộng T2S nhân E mũ trừ T1S này nè, nó chưa thực sự diễn tả đúng cái đặc tuyến của cái lò nhiệt, bởi vì nó xem như đây là đường thẳng rồi và thực chất đây là một đường cong. Cho nên cái này không nên xài, mà nên xài về cái dạng là K1 cộng T2S nhân cho 1 chia cho 1 cộng T1S. Thì đây cái là hàm truyền của lò nhiệt có vẻ hợp lý hơn ha. Thì trong cái bài này các bạn lưu ý. Ở đây á, mình sẽ xét cái ví dụ về lò nhiệt ở trang 50 hình 2.8 ha. Trong cái trang 50 hình 2.8 này thầy có làm một cái clip hướng dẫn rồi đó mà thầy vừa đề cập với các em á. Thì mình sẽ cấp một cái ngõ vào của hệ thống là ngõ vào điện là công suất từ 0 cho tới 1, tức là từ 0% cho tới 100% công suất. À, cái giải công suất nó hoạt động trong khoảng từ 0% cho tới 100% công suất. Có thể là 60% công suất hoặc là 70% công suất vân vân. À. Thì khi mà bạn cấp 100% công suất, tức là cấp ngõ vào á, là hàm nấc đơn vị, ngõ vào là hàm nấc đơn vị thì RS nó sẽ là bằng 1 chia S. Khi bạn làm như vậy á thì lúc này bạn sẽ được cái tín hiệu của cái lò nhiệt, nó sẽ ra dạng như sau, nó uốn cong như vậy nè. Thì cái phần uốn cong này nè, nó hơi giống cái bạn có thể xem như là đây một đường ngang ha. Thì cái phần đường ngang này nè, nó sẽ được diễn tả bằng cái khâu là E mũ trừ T1S. À, chỗ cái chỗ cong cong này nè, bạn sẽ vẽ một cái tiếp tuyến. Cái tiếp tuyến nó cắt cái trục ngang tại một cái đoạn, một điểm, và từ 0 cho tới cái điểm đó sẽ là cái đoạn T1. T1 đó chính là cái thời gian trễ trong cái khâu E mũ trừ T1S ha. Và khi mà cái hệ thống mình nó ổn định rồi thì bạn kẻ đường ngang qua. Và từ cái chỗ giao tuyến ở giao tiếp đó, bạn giao tuyến đó bạn cắt lên cái đường ngang đó tại một điểm và bạn chiếu xuống. Thì cái đoạn này nè chính là T2. À, còn cái khi bạn cấp cái ngõ vào là hàm nấc đơn vị, nghĩa là một, tức là điện áp có nghĩa là công suất 100% công suất á, công suất là một á, thì lúc này cái độ cao mà cái ngõ ra hệ thống đáp ứng được là độ cao là K. Như vậy thì cái phần của mình, cái phần còn lại nó sẽ là K chia cho 1 cộng cho T2S.
dựa vào cái đồ thị bạn xác định k t1 t2 rồi bạn thay thế vô đây, thay thế k t1 t2 thì sẽ bạn sẽ được cái hàm truyền lò nhiệt ha. Các bạn có thể coi kỹ hơn cái clip mà thầy đã hướng dẫn về cái hàm truyền lò nhiệt đó để mình nắm chắc hơn. Và tới trang 217, khi thiết kế một cái điều bộ điều khiển PID liên tục cho hệ lò nhiệt ha, bạn sẽ coi ví dụ 6.11 ở trang 217. Thì ở đây dựa vào cái đặc tuyến của cái một cái lò nhiệt nào đó, người ta rút ra được cái hàm truyền như thế này. Thì cách rút ra cũng giống như ở đây thôi ha. Trong đó K là 150, T1 là 480 và T2 nó là 1440 ha. Thì trong cái ví dụ 6.11 trang 217 này nó cũng có đề cập tới cái phương pháp Zeekler-Newton thứ nhất. Và thông qua cái phương pháp Zeekler-Newton thứ nhất, cũng trong cái clip hướng dẫn về PID thầy có đề cập tới cái phương pháp Zeekler-Newton thứ nhất đó nha. Thì các bạn sẽ rút ra được cái bộ điều khiển PID là như thế này. Thì mình sẽ tiến hành lấy bộ điều khiển PID này điều khiển cho cái hệ lò nhiệt như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng ha, cái hệ lò nhiệt. Thì mình sẽ đánh Simulink. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới. Mình sẽ đặt tên cái file này là PID lò nhiệt ha. PID liên tục lò nhiệt. Lúc này mình sẽ tạo một cái hàm, mình sẽ tương đương cái hàm truyền k e mũ trừ t1s chia cho 1 cộng t2s đó, về cái dạng này. Thì mình sẽ kiểm chứng coi nó có gần tương đương với nhau hay không. Mình sẽ chọn subsystem. Đây là cái mình sẽ tạo một cái khối subsystem tương đương với cái lò nhiệt của mình. Thì tiếp theo nữa là cái hàm truyền k chia cho 1 cộng t2s. K chia cho 1 cộng t2s ha. Ê, xin lỗi. T2 nhân cho S cộng cho 1. Và cái khối trễ á, thì mình có thể lấy khối này. Ở đây trễ nó là T1. E mũ trừ T1S á. Thì thông thường á, trong các trường hợp người ta sẽ tương đương cái hàm truyền mà có khâu trễ e mũ trừ t1s đó về cái dạng này. Tại vì á, khi mà mình tác động vào một cái tín hiệu điều khiển vào cái subsystem này thì sau khoảng một khoảng thời gian là t1 thì tín hiệu điều khiển của mình mới có tác dụng. Như vậy thì nó quá trễ trong cái việc điều khiển hệ thống và nó cũng không thực tế. Tại vì thực tế là cái tín hiệu điều khiển của mình sẽ lập tức tác động vào hệ thống nhưng mà nó tác động hơi bị kéo dài. Cái quá trình mà cái hàm truyền lò nhiệt mình nó lên, nó có cái sự lên rất là nhẹ chứ không phải là nó thẳng băng ở ngay thời điểm đầu, cho nên cái mô tả này nó không thực tế với cái lò nhiệt cho lắm, nó chỉ là tương đương với cái lò nhiệt thôi. Cho nên mình đa phần các trường hợp họ sẽ quy về cái dạng này, các bạn lưu ý nha. Có nghĩa là họ sẽ thay thế cái khối trễ của cái hệ lò nhiệt đó bằng cái dạng này. Như vậy thì nó mới hợp lý hơn. Đó, người ta tương đương cái khối trễ e mũ trừ t1s về cái dạng này, nó sẽ tương đương với cái hàm truyền này. Thì trong các mô tả điều khiển PID hay M của lò nhiệt, cái mình đổi bằng cái hàm truyền này thì tín hiệu điều khiển của mình nó ra nó mới phù hợp nha.
Rồi, thì chúng ta sẽ thử nghiệm coi hai cái này có giống nhau hay không. Mình sẽ source. Ngõ vào của hai hệ thống này sẽ là cái tín hiệu công suất có giá trị từ 0 tới 1 tác động vào hệ thống và cùng đưa ra scope. Rồi mình sẽ tiến hành khai báo K T1 T2 ha. Thì trong cái MATLAB này tạo một cái new script. Trong new script này mình sẽ khai báo K ví dụ như nó bằng 150. T1 nó bằng 480. Và T2 nó bằng 1440. À, xin lỗi. Thời gian trễ của cái lò nhiệt lên tới cả 480 giây mà mình để chạy trong 10 giây thì không hợp lý rồi. Mình phải để nó cỡ khoảng 10.000 giây hoặc là 100.000 giây thì nó mới hợp lý. Cái lò nhiệt thực tế của mình nó sẽ không bao giờ có cái đoạn mà thẳng băng như vậy ha. Cho nên cái hàm trễ này mình để nó như vậy, nó trong cái mô phỏng nó cũng sẽ gây khó khăn cho mình. Mình chỉ sắp xỉ cái hàm truyền của hệ lò nhiệt là như vậy thôi, chứ không nên áp dụng như vậy trong cái điều khiển PID hay điều khiển M. Mà mình nên sử dụng cái dạng thứ hai, có nghĩa là mình quy đổi cái em mũ trừ TS về cái dạng 1 chia cho TS cộng 1 ha. Thì nó mới ra được kết quả hợp lý. Thì các bạn có thể thấy hai hàm truyền này thực chất là nó gần gần tương đương nhau ha. Các bạn có thể thấy nó rất là sát nhau. À, ngoại trừ cái khâu mà trễ ban đầu á, thì cái hàm truyền dạng này là không hợp lý. Nhưng mà còn dạng hàm truyền dạng này thì nó có thể sắp xỉ được. Cho nên về sau hệ cái hàm truyền thì các bạn có thể quy đổi em mũ trừ T1S về cái dạng là 1 chia cho T1S cộng 1 ha. Và chẳng hạn như mình cho cái tín hiệu điều khiển vào ví dụ như 50% công suất. Các bạn có thể thấy là hai cái tín hiệu này gần như là có thể sắp xỉ với nhau được. Rồi. Giờ các bạn lưu ý khi mình mô phỏng hệ thống liên tục á, thì cái chỗ này nè, mấy bạn chọn Simulation, Configuration á, thì các bạn lưu ý là cái chế độ khai báo của mình nó sẽ là Variable Step nè. Thì lúc này cái hệ thống của mình sẽ là mô tả liên tục. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điều khiển cái hệ thống với cái bộ điều khiển PID được thiết kế ở ví dụ 6.11 trang 1217 sách lý thuyết điều khiển tự động của cô Nguyễn Thị Phương Hà nha. Mình sẽ save it. Với cái tên là PID liên tục lò nhiệt 2. Rồi. Và tất nhiên là cái hàm truyền mà có cái khâu trễ này thì mình sẽ không sử dụng. Mình sẽ sử dụng cái hàm truyền mỗi cái khâu trễ đã được chuyển đổi rồi. Điều khiển mà nó không có hồi tiếp về, chỉ có cái tín hiệu điều khiển tín hiệu công suất xuất vào cái hệ thống và đem ra ngõ ra thì cái tín hiệu này gọi là điều khiển hệ hở ha. Điều khiển hệ kính là phải có hồi tiếp về. Mình sẽ tạo một cái subsystem khác. Và khối subsystem này nó
Bên trong nó mình cũng sẽ khai báo cả V, cả I, cả D. Đây, đây sẽ là KP. Tiếp theo là KI. Và tiếp theo là KD. KB theo như cái hệ thống mình vừa thiết kế nó sẽ là 3.6. KI nó sẽ là 3.6 chia cho 960. Và KD của mình sẽ là 3.6 nhân cho 240. Đây là ngõ vào sai số ơn. Đây là ngõ ra là tín hiệu điều khiển U. Mà ở đây nó là công suất ha. Tiếp theo nữa là khối đạo hàm cho cái thằng KD và khối nguyên hàm cho cái thằng KI. Xong rồi mình sẽ cộng ba này lại với nhau thì sẽ ra được bộ điều khiển theo công thức BD ha. Ở đây BD của mình là BD liên tục. Đấy, vậy thì nó cũng không đẹp mắt lắm nhưng mà nó cũng không sai ha. Rồi. Đây là khối điều khiển B đây. Ở đây mình khai báo đây là công suất của hệ thống. Có giá trị từ 0 tới 100%, tức là từ 0 tới 1. Ngõ ra này là ngõ ra theo nhiệt độ. Rồi, đây sẽ là tín hiệu đặt. Mình sửa cái này lại thành tín hiệu đặt. Mình sẽ hồi tiếp ngõ ra nhiệt độ mình so sánh với tín hiệu đặt. Hệ hồi tiếp của mình là hồi tiếp âm đơn vị ha. Rồi. Tín hiệu đặt của mình ví dụ như 100 độ C. Mình sẽ tiến hành cho chạy hệ thống. À thì các bạn thấy là điều khiển theo phương pháp Zeek-Lernicheong thứ nhất. Theo cái ví dụ 6.11 trang 217 thì nó cho kết quả điều khiển là đúng ổn định ha. Không có sai số xác lập do có khâu KI và hơi vọt lố một chút. Thì cái phương pháp Zeek-Lernicheong thứ nhất á, nó chỉ giúp mình đưa ra một cái bộ điều khiển BD tốt thôi, một bộ BD chấp nhận được thôi. Chứ còn muốn tốt hơn nữa thì mình phải tiếp tục tinh chỉnh cái KP, KI, KD ha. Chẳng hạn như bây giờ các bạn có KP là 3.6, các bạn thấy là độ giọt lố của nó là giọt lố của nó tín hiệu đặt là 100 thì tín hiệu giọt lố của nó lên tới 100 có khoảng 18 ha. Thì bây giờ bạn tăng KP lên. À, bạn xin lỗi, bạn thấy nó giọt lố thì bạn giảm KP xuống. Ví dụ như bằng 3.6 bạn giảm xuống còn 2 thôi. Thì bạn sẽ thấy là nó lại tăng lên. Do cái chuyện thay đổi KP KD nó có ảnh hưởng lẫn nhau đó nghe các bạn, cho nên không phải là cứ giảm KP thì độ giọt lố nó giảm đâu. Bây giờ độ giọt lố nó còn lên cao nữa, như là KP phải lên hơi lớn chút thì nó mới tốt. Ví dụ như này là 3.6 thì bây giờ phải là 6 đi. 8 luôn đi. Thì các bạn thấy giọt lố nó lại giảm xuống ha. Thì trên cơ sở đó các bạn sẽ hiệu chỉnh KP, KI, KD. Rồi các bạn đưa ra nhận xét.
cái chuyện mà thay đổi KP, KI, KD theo như các cái bảng mà người ta đưa ra, chẳng hạn như KP mà tăng á thì hệ thống mình sẽ giảm độ giọt lố, xin lỗi, KP mà tăng á thì hệ thống mình sẽ tăng giọt lố, nó cũng chưa chắc chính xác, tại cái chuyện thay đổi KP, KD nó ảnh hưởng lẫn nhau nha. Thì các bạn sẽ tiếp tục hiệu chỉnh KP, KI, KD. Chẳng hạn như bạn cho KI mà bằng KI mà bằng 0 đi. Thì bạn sẽ thấy là hệ thống của mình nó không xuất hiện dao động luôn, thấy không? Quá tốt. Dụ như cho KD bằng 0 luôn coi sao. KD bằng 0 thì hệ thống mình bắt đầu dao động rồi, có KP thì nó mới ổn định hệ thống được. Vậy là mình đã tiến hành điều khiển BD liên tục cho cái hệ lò nhiệt này rồi ha. Xem lại. Còn chẳng hạn như bạn thay cái giá trị tín hiệu đặt đi, là bạn chọn là, à xin lỗi, trong đây các bạn điều khiển như vậy thì nó cũng chưa hợp lý lắm lắm đâu nha. Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì ở đây á, nó giới hạn là cái công suất của mình không thể nào quá một được ha. Cho nên mình không thể nào để như vậy được, mà mình phải qua cái khối điều khiển BD này, mình phải có một cái khâu saturation thì nó mới hợp lý trong thực tế. Chẳng hạn như lúc mà bạn điều khiển động cơ DC đi, đôi khi bạn thấy điều khiển được, nếu mà cái điện áp ngõ ra là 300V DC thì cái điều này không hợp lý, tại vì cái động cơ của mình nó chỉ giới hạn ở 24V DC thôi, thì bạn phải có cái saturation này, khai báo tối đa chỉ được 24V DC ha. Nhưng trong trường hợp này cái lò nhiệt của mình là công suất không thể nào quá một được, cho nên upper limit là một, và không thể nào có công suất âm được, mình có cấp điện cho cái thanh gia nhiệt hay không thôi, chứ không có thể nào mình cấp cái điện áp âm cho thanh gia nhiệt được, tại vì thấp cấp điện áp âm thì nó cũng sẽ làm nóng gia thanh gia nhiệt thôi, chứ nó không có làm lạnh được. Cho nên nó mình sẽ giới hạn là 0 với 1 ha. Như vậy thì nó mới hợp lý, và mình chọn lại cái KP, KI, KD mà theo như ban đầu mình thiết kế. Ok. Mình sẽ coi nó thế nào. À, đây. Hệ thống giọt lố quá trời luôn. Nó chậm, nó đáp ứng quá chậm. Còn bây giờ nếu chẳng hạn như mình tăng KP lên là bằng 8 như khi nãy đi. Ứng nó sẽ ít giọt lố hơn nhưng mà giờ nó chậm hơn á. Chọn KI bằng 0 coi sao. Không có KI thì nó đỡ có dao động cũng được. Các bạn cứ lựa chọn KP, KI, KD phù hợp cho cái hệ thống của mình. Rồi. Như vậy là các bạn đã điều khiển BD liên tục, và nên nhớ rằng để cái hệ thống của mình nó sát với thực tế hơn thì các bạn nên có cái khâu saturation để giới hạn cái ưu điều khiển mà cấp cho cái hệ thống của các bạn. À, ví dụ như mình vừa nói đó, có nghĩa là chẳng hạn như bạn điều khiển cái tốc độ động cơ đi, thì điện áp cấp cho động cơ không thể nào mà lên tới trên 24V DC, ví dụ như bạn dùng động cơ 24V DC. À, thì như vậy thì bạn sẽ giới hạn lại saturation này, nó từ trừ 24V DC tới 24V DC thôi. Thì động cơ có thể quay thuận quay ngược, cho nên giới hạn dưới của nó sẽ là trừ 24V DC, giới hạn trên của nó là 24V DC, ví dụ vậy. Lò nhiệt cũng vậy, lò nhiệt chỉ có cấp nhiệt hay là không cấp nhiệt thôi, cấp nhiệt 100% công suất hay là không cấp nhiệt 100% công suất hay không thôi. Cho nên cái saturation này của mình sẽ là từ 0 tới 1, chứ không phải là từ trừ 1 tới 1 nha. Mình sẽ save lại. Và mình đặt một cái tín hiệu đặt khác, ví dụ như 200 độ C. Thì các bạn có thể thấy, nếu bạn đặt 200 độ C thì lúc này cái sai số xác lập nó tồn tại rồi. À, có nghĩa là BD này nó chỉ tốt với một số cái tín hiệu đặt như vậy thôi. Chẳng hạn như khi nãy tín hiệu đặt của mình là 100 độ C, thì điều khiển BD mình chọn cái thông số là 3,60. 3,6 nhân 240 là tốt. Nhưng bây giờ nếu mà cái giá trị đặt của mình là 200, thì như vậy là cái thông số KP KD cũ là nó không, nó vẫn ổn định được hệ thống, nhưng nó không còn là tối ưu nữa ha. Lúc này thì có khâu KI thì có vẻ tốt hơn. Có khâu KI là thường xu hướng của nó sẽ là triệt tiêu sai số xác lập.
Ví dụ mình tăng cái y lên 10 lần nữa coi sao. À, có một vấn đề chỗ này nè các bạn. Đó là cái tính cái hệ thống của mình nó có một cái giới hạn hệ thống. Ví dụ như bạn cấp cái điều xung 100% đi ha, thì bạn sẽ thấy rằng cái hệ thống của mình nó không bao giờ vượt quá cái giá trị. À, ví dụ như bạn cấp tối đa đi, cấp hệ thống 100% công suất liên tục, thì bạn sẽ thấy rằng cái nhiệt độ của cái lò nhiệt của mình đó, nó không bao giờ vượt quá 150 độ, 150 độ C. Cho nên bạn đặt cái giá trị đặt 200 độ C nó sẽ không phù hợp nữa, bạn hiểu không? Cho nên mình đặt cái giá trị đặt từ 150 độ C trở xuống thôi. Ví dụ như mình đặt là 80 hay 80 à. Thì BD3 đây nó vẫn có cái KI không có tốt lắm. Bây giờ loại bỏ KI. Nhưng mà những gì mà thầy nói khi nãy vẫn chính xác nha. Có nghĩa là khi bạn thiết kế cho BD cho một cái tín hiệu đặt nào đó thì nó chỉ KB, KI, KD đó là tốt nhất cho cái tín hiệu đặt đó. Nhưng mà khi bạn chọn cái tín hiệu đặt khác đó, thì KB, KI, KD nó cũng không còn tốt nhất nữa. Mình muốn tốt nhất mình phải lựa chọn lại. Do đó đó là cái cơ sở để người ta thiết kế các cái bộ điều khiển BD auto tuning á, có nghĩa là cái hệ thống trong quá trình hoạt động hệ thống á, cái giá trị đặt mình thay đổi liên tục thì cái KB KID nó cũng sẽ thay đổi tương ứng với cái giá, thay đổi liên tục của cái giá trị đặt ha, nó gọi là auto tuning, BD auto tuning. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điều khiển BD số cho cái hệ lò nhiệt này ha. Bây giờ chúng ta sẽ save nó lại với cái tên là BD số. BD số hay là BD rời rạc ha. Thì chúng ta cũng giữ lại coi như gần hết luôn. Nhưng mà chúng ta chỉ sửa một số chỗ, chẳng hạn như khối BD nè. Thì mình không thể nào để khối integrator là như thế này được. Mà mình phải lấy nguyên hàm rời rạc với đạo hàm rời rạc. Discrete đây. Thì mình sẽ đầu tiên là lấy cái khối tạo hàm rời rạc. Thì mình lật cái sách lý thuyết điều khiển tự động trang 296 ra thì nó sẽ có cái hàm truyền JBD theo như 8.29. Thì mình sẽ cố gắng xây dựng cái JBD theo cái 8.29 đó. À. Tại bản thân thầy cũng không có nhớ rõ công thức đó lắm. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ chọn cái z cộng 1 chia cho z trừ 1. À, z cộng 1 chia cho z trừ 1 chia z trừ 1 chia cho z, à, z trừ 1 chia cho z đây rồi. Z trừ 1 chia cho z sẽ nhân với KD chia cho T. À, z trừ 1 chia cho z đây. Sẽ nhân cho KD chia cho T. Thì chỗ này mình phải đem chia cho T nữa. Rồi, KI mình sẽ nhân cho z cộng 1 chia z trừ 1. À, z cộng 1 chia z trừ 1 thôi, lấy đằng này ra khai báo luôn đi. Z cộng 1 chia cho z trừ 1. Tử số sẽ là z cộng 1 1 1. Mẫu số sẽ là z trừ 1 cho nên sẽ là 1 trừ 1. Không. 1 trừ 1. Ok. Xong rồi chúng ta sẽ kết nối nó lại với nhau. Rồi. Và mình sẽ khai báo hệ của mình là hệ rời rạc. Chọn fix step. Và thời gian lấy mẫu sẽ là T. À. Chỗ KI ở chỗ này sẽ khai báo là KI nhân T chia 2. Nhân T chia 2. Ok. KB thì không có gì thay đổi hết. Rồi. Tiếp theo nữa là mình
sẽ có một cái khối ZOH. ZOH thì đây. Zero order holder. Thời gian lấy mẫu cũng là T luôn. Chết xin lỗi. Chỗ này thời gian lấy mẫu mình khai báo là T chưa? Rồi, T. Chẳng hạn như mình lấy mẫu là T bằng một giây. Thì mình sẽ coi cái KPKD gì rồi mình khai báo là 3,6 nè. Rồi 3,6 nhân cho 3,6 chia cho 960 nè, 3,6 nhân cho 240 cái BD mình có được thông qua thiết kế của cái thằng phương pháp dệt lên đi trong thứ nhất á. Nó báo lỗi chỗ này. Thời gian lấy mẫu mình phải khai báo là T luôn chứ đừng có để trừ một. Những cái lỗi này thì nó không nghiêm trọng nhưng mình cứ làm theo cho đúng đi. Tại nhiều khi để trừ một nó vẫn chạy nha, nhưng mà nhầm lúc để trừ một thì nó không chạy, cái này thì mình không hiểu được. Đó, các bạn thấy bộ điều khiển LQR BD rời rạc của mình với các cái công thuốc KPKD thiết kế theo cyclotron thứ nhất cho hệ liên tục thì vẫn chạy được nha. Và nếu bạn tăng giảm cái KPKD thì nè, chẳng hạn như bạn triệt tiêu KI đi thì kết quả nó cũng sẽ giống như khi nãy. Đó. Bạn tăng thời gian lấy mẫu lên ví dụ như bây giờ T bằng 1 đó thì quá thấp. Tại vì cái thời gian trễ của cái lò nhiệt của mình khi nãy mấy bạn thấy đó nó tới 480 giây lận. Mình cho T bằng 1 thì nó cũng còn nhiều quá. Xin lỗi còn nhỏ quá. Mình cho T bằng 10 đi. Thì bạn sẽ thấy là hệ thống của mình vẫn đáp ứng tốt thôi. Cái chuyện lấy mẫu mà nhưng mà nó sẽ tồn tại cái sai số xác lập nè. Tại sao tồn tại sai số xác lập? Đó là do bạn còn tồn bạn xóa bỏ đi khâu KI của người ta này nè, nhân không rồi nè. Cho nên nó còn tồn tại sai số xác lập. Nếu mà thầy để có KI vô thì cái sai số xác lập này nó sẽ bớt. Khi nãy lúc mình chưa có xóa KI, sai số xác lập nó khoảng cỡ nó cũng có chút xíu thôi ha. Nó khoảng cỡ 0,5 thôi. Nhưng mà nếu chỉ cần thêm câu KI vô một cái mấy bạn sẽ thấy triệt tiêu hoàn toàn sai số xác lập ha. Sai số xác lập nó vẫn còn nhưng mà rất là nhỏ. Ha. Thì tín hiệu đạt ví dụ như cho lên là 100 đi. 120 đi. Không tốt. Với cái KPKD giờ rồi là không trở nên không tốt nữa rồi. Thì nếu mà tín hiệu đặt nó khác đi thì lúc này KPKD của mình cũng phải thay đổi lại. Chung là có thằng KI trong cái điều khiển này thì nó trở nên không tốt lắm. Thì như vậy là mình cũng đã điều khiển BD số cho hệ lò nhiệt rồi đó. Nhớ là cái đối với BD số thì mình phải có cái fix step và chọn T chỗ này. T là thời gian lấy mẫu. Còn chẳng hạn như thời gian trễ của mình là 480 giây mà mình chọn T bằng 100 giây luôn. Thì bạn sẽ thấy như thế nào nha. Thấy chưa, thời gian lấy mẫu mà nhỏ quá thì cũng không tốt. Xin lỗi, thời gian lấy mẫu mà lớn quá thì hệ thống mình sẽ không điều khiển kịp. Nhưng mà thời gian lấy mẫu mình nhỏ quá thì nó cũng không cần thiết. Chẳng hạn như 1 giây với 10 giây bạn thấy kết quả điều khiển nó cũng không khác nhau bao nhiêu đúng không? Nhưng mà bạn tăng quá lớn cái thời gian lấy mẫu thì nó cho nên nó hệ thống mình điều khiển nó tệ đi.